Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2016. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Thanh niên Vĩnh Long sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng trong tháng thanh niên 2016. Năm 2016, Vĩnh Long đầu tư gần 585 tỷ đồng phát triển lưới điện. Tin trong nước, đồng bằng sông Cửu Long nỗ lực cứu lúa do ảnh hưởng xâm nhập mặn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cho các thanh niên trúng tuyển. Chính vì vậy, tất cả thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay đều an tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Gia đình anh Võ Văn Dư và chị Trương Thị Thanh Vân, ngụ xã Thành Trung, huyện Bình Tân, năm nay có con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Anh chị cho biết nhờ chính quyền địa phương phổ biến nên mới biết năm nay thời gian đi bộ đội là 2 năm, còn gia đình thì được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế. Thanh niên sau khi xuất ngũ trở về địa phương thì có thể học nghề, từ đó gia đình anh chị càng an tâm động viên cho con lên đường thi hành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Em Võ Phú Vinh, con trai của anh chị cho biết, việc tăng thêm 6 tháng trong quân ngũ là điều cần thiết để giúp em rèn luyện bản thân. Thời gian nó cũng cần thiết, cũng đáng cho mình để học tập, học hỏi thêm và rèn luyện đạo đức của mình thêm phần nào để sau này trở thành một người tốt. Con nó tới tuổi mà lên đường bảo vệ Tổ quốc thì tôi làm mẹ tôi cũng ủng hộ cho con mình. Nó đi phục vụ cho đất nước. Nhà nước có quy định là 24 tháng. Cũng ủng hộ cho con em nó đi cho phục vụ cho nhà nước, cho nó rèn luyện bản thân, để sau này cho người có hữu dụng cho đất nước. Nhờ tập trung đúng mức công tác tuyên truyền và phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, nên đợt tuyển quân năm nay ở huyện Bình Tân diễn ra khá thuận lợi. Người dân đồng tình và động viên con em mình tình nguyện đăng ký nhập ngũ với tỷ lệ cao hơn mọi năm. Chúng tôi cũng chú trọng là cái công tác tuyên truyền là trong quá trình là bình nghị cũng như là thâm nhập. Và đối với công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng thường xuyên là làm tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện là thường xuyên đi kiểm tra việc nhận thức của gia đình cũng như là thanh niên đối với luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, đặc biệt là những cái nội dung sửa đổi bổ sung. Trong đó là về thời gian là phục vụ tại ngũ và cái trách nhiệm nghĩa vụ của công dân cũng như là quyền lợi của thanh niên khi nhập ngũ đối với là từng hộ gia đình. Chính vì là chúng ta làm tốt cái công tác tổ chức quán triệt triển khai cũng như là công tác mà điều hành thực hiện công tác phổ biến cũng như tuyên truyền, chính vì vậy mà nhận thức của gia đình cũng như là thanh niên rất là tốt. Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh cho biết năm nay không chỉ có huyện Bình Tân và thành phố Vĩnh Long thực hiện rất tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự 2015 mà các huyện thị xã còn lại trong tỉnh cũng đã có nhiều cách làm hay, tạo chuyển biến tích cực, đưa luật nghĩa vụ quân sự đến với gia đình và thanh niên. Từ đó nâng lên cao tỷ lệ thanh niên tình nguyện sau mọi năm. Từ nay đến ngày giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các quy định mới của luật nghĩa vụ quân sự 2015. Qua đó, giúp gia đình và thanh niên nắm bắt và thực hiện, cũng như tạo tiền đề cho tuyển quân những năm tiếp theo, đạt kết quả ngày một tốt hơn. Liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thiết thực lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Vĩnh Long sẽ khởi động tháng thanh niên năm 2016 từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 với phương châm thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội và chăm lo bồi dưỡng thanh niên. Các nội dung tháng thanh niên năm nay được chia làm 4 tuần với 4 chủ đề trọng tâm là nghề nghiệp việc làm, môi trường xanh, an sinh xã hội và mừng sinh nhật đoàn. Theo đó, các cấp bộ đoàn sẽ tập trung vào các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hướng dẫn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, phát động đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận trồng cây, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, hướng đến thay đổi hành vi về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trong tháng, các cấp bộ đoàn cũng thực hiện các hoạt động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, tổ chức khám chữa bệnh và thực hiện các công trình phần việc thanh niên. Phấn đấu 100% cơ sở đoàn và huyện thị thành đoàn đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình thanh niên và phát triển 2.000 đoàn viên mới lớp đoàn viên 85 năm. Sáng nay, Hội Đông y thị xã Bình Minh tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 225 năm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác 1791-2016.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã khẳng định những đóng góp to lớn của đại danh y Lê Hữu Trác là người đặt nền móng cho nền y học Việt Nam và là tấm gương sáng về y đạo, y thuật. Thực hiện theo chính điều y quấn cách ngôn của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, thời gian qua, các cấp hội đông y trên địa bàn thị xã luôn nỗ lực hết mình trong chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Hội đông y thị xã Bình Minh hiện có 17 phòng chẩn trị ở cơ sở xã, phường và đặt tại các chùa với 86 lượng y. Năm 2015, các phòng chẩn trị đã khám và điều trị cho gần 43.000 lượt bệnh nhân, hút trên 76.800 thang thuốc nam bắc các loại. Để có nguồn dược liệu phục vụ cho công tác điều trị bệnh, 5 tổ sưu tầm thuốc trong thị xã đã thu hái và sơ chế được trên 117 tấn thuốc nam bắc các loại. Số thuốc này phục vụ điều trị bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các phòng chẩn trị trong và ngoài thị xã. Sáng nay, Ban Quản trị Chùa Hưng Phước, huyện Mang Thít tổ chức phát 100 phần quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Tịnh. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm 10 kg gạo và các loại nhu yếu phẩm như mì gói, nước tương, đường, bột ngọt. Tổng kinh phí phát quà đợt này là 40 triệu đồng do Phật tử thuộc nhóm thiện nguyện Phước Thịnh ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, nhóm thiện nguyện Phước Thịnh đã cùng nhau quyên góp kinh phí giúp cho chùa Hưng Phước xây dựng giường thuốc nam, cung cấp điều trị bệnh cho nhân dân. Nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân có điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và chất lượng nguồn điện, năm 2016, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Vĩnh Long sẽ đầu tư gần 585 tỷ đồng để phát triển hệ thống lưới điện tại địa phương. Theo đó, trong năm nay, tỉnh triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế, khu vực trung tâm thị xã và thành phố. Dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Cộng hòa Liên bang Đức với giá trị 238 tỷ đồng. Các công trình sẽ tập trung thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác như trạm biến áp 110-40MW Cổ Chiên, lưới điện 110kV Bình Minh Hòa Phú. Công ty Điện lực Vĩnh Long sẽ triển khai thi công 49 công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện phân phối với trên 25 km đường dây trung thế và gần 50 km đường dây hạ thế. Năm nay, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đạt tổng sản lượng điện thương phẩm 798 triệu kWh, tăng 8% so với năm trước, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng còn 4,94%. Tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 4.071 doanh nghiệp và 840 chi nhánh văn phòng đại diện của các doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, hiện chỉ có 2.715 doanh nghiệp đang còn hoạt động, chiếm tỷ lệ gần 67%. Như vậy, đã có 1.356 doanh nghiệp không còn hoạt động do các nguyên nhân khó khăn từ thị trường. Trong khi tổng số vốn đăng ký ban đầu của các doanh nghiệp đang còn hoạt động trên địa bàn tỉnh là 15.267 tỷ đồng. Như vậy, mỗi doanh nghiệp có vốn bình quân chỉ hơn 7 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đều ở quy mô nhỏ và vừa. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chiếm tỷ lệ đến 74% trong tổng số các doanh nghiệp đang còn hoạt động. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ với tỷ lệ 55%, trong khi chỉ có 1,4% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhờ tăng cường đầu tư các trạm cấp nước nông thôn, nên đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn có nước sạch sử dụng của huyện Trà Ôn đạt hơn 40%. Hiện trên địa bàn huyện có 14 trạm cấp nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Vĩnh Long quản lý. Mục tiêu của huyện đến cuối năm nay là nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn có nước máy sử dụng lên 60%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, từ năm 2011 đến nay, huyện Trà Ôn đã đầu tư trên 25 tỷ đồng xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng các trạm cấp nước nông thôn. Trong đó xây dựng 3 trạm cấp nước tại các xã Hòa Bình, Tích Thiện, Vĩnh Xuân, nâng cấp mở rộng 8 trạm cấp nước khác, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân nông thôn trong huyện. Thưa quý vị và các bạn, tình hình mặn xâm nhập sâu vào đất liền trong mấy ngày qua tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã gây nhiều thiệt hại cho người dân. Riêng trong lĩnh vực sản xuất lúa đã có đến hàng chục ngàn hecta bị ảnh hưởng thiệt hại. Hiện nay, các tỉnh đang nỗ lực thực hiện giải pháp để hỗ trợ người dân bị thiệt hại và cứu lúa. Trong đó, các địa phương đã dùng các biện pháp như bơm thứ cấp, canh thời gian để tích nước cứu lúa. Tuy nhiên, năm 2015 lũ thấp, nắng hạn kéo dài nên lượng nước ngọt không còn nhiều. Ngoài ra, các địa phương cũng triển khai các giải pháp khác tùy tình hình cụ thể ở địa phương. Đối với cái ngành nông nghiệp thì chúng tôi chỉ đạo là cái việc thứ nhất là phải chỉ đạo gieo xạ xuống giống
cái vụ mùa và cái đông xuân sớm hơn hàng năm để hạn chế cái nắng hạn của mùa. Cái việc thứ hai là vận hành cái hệ thống cống ở ven biển là sớm đóng sớm các cái hệ thống cống này để trữ ngọt để phục vụ cho cái sản xuất. Cái nhiệm vụ tiếp theo là giao cho các địa phương rà soát lại, xem xét lại cái hệ thống kênh mương ở địa phương mình. Trên cơ sở rà soát đó mà có kế hoạch nạo vét để mà dẫn ngọt, trữ ngọt để phục vụ cho cái sản xuất. Chúng tôi sẽ xác định lại cái vùng và khuyến cáo người dân chỉ làm hai vụ thôi, ăn chắc. Đó. Cái thứ hai nữa là kiểm tra lại toàn bộ cái hệ thống thủy lợi, nếu cần thiết xem xét là phải ngăn mặn bao đê bao cho nó khép kín để đảm bảo làm sao phục vụ cái nguồn nước nó đảm bảo. Thì tỉnh cũng tính toán luôn là như vậy, là phải dùng cái thuyền bơm giải chiến là để tranh thủ lúc mà nước mà chưng triều đó, nước chưng triều thì nước ngọt nó xuất hiện, thì chúng ta đón cái dòng nước ngọt này chúng ta bơm vào. Thì đến giờ này đó thì chúng tôi đã lắp được 16 cái máy bơm, công suất khoảng 16.000 mét khối giờ. Nó đến cuối tháng này, khoảng 25 đến tháng 2 thì tiếp tục nhà máy chế tạo bơm Hải Dương lắp thêm là 16 máy nữa, thì nâng tổng công suất lên là khoảng 32.000 mét khối giờ. Chúng tôi cũng đang có một cái dự phương án, đó là công trình, đó là thực hiện cái giải pháp là đắp hai cái đầu của kinh Hậu Giang 3. Tại vì cái kinh Hậu Giang 3 này là cái kinh nội đồng, toàn bộ khi mà bị xâm nhập mặn vào kinh Hậu Giang 3 này thì nó chi phối toàn bộ gần như cái diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang. Hiện nay, cùng với sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương trong công tác gia cố, nạo vét, đắp đập, thi công các công trình thủy lợi chống hạn mặn, bà con nông dân cần tích cực theo dõi sự phát triển của cây trồng để kịp thời đối phó, góp phần hạn chế những thiệt hại do mặn gây ra. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng tăng cường huy động vốn, mở rộng tín dụng có hiệu quả ngay từ đầu năm để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gia vốn. Theo văn bản được Ngân hàng Nhà nước ban hành, các ngân hàng khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác huy động và cho vay. Ngoài ra, các ngân hàng phải chủ động xây dựng phương án kế hoạch kinh doanh năm 2016, đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn, phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, không được tổ chức đoàn đi lễ hội du xuân liên quan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Nghiêm cấm cán bộ công chức viên chức đi lễ hội trong giờ hành chính, sử dụng xe công đi lễ hội. Sau khi giảm xuống ở mức thấp, gần đây giá nhãn Tiêu Gia Bò và nhãn Idor tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại từ 4 đến 8 ngàn đồng một kg so với hồi đầu tháng 2 năm 2016. Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Vĩnh Long, giá nhãn Tiêu Gia Bò được nhiều nhà vườn bán cho thương lái và các dựa thu mua trái cây ở mức 11 đến 12 ngàn đồng một ký. Nhãn Idor ở mức khoảng trên dưới 20 ngàn đồng một ký. Giá nhãn tăng trở lại do nguồn cung giảm, trong khi đầu ra xuất khẩu có nhiều khởi sắc, nhất là xuất khẩu nhãn Tiêu Gia Bò sang thị trường các nước lân cận như Trung Quốc, Campuchia. Ngoài ra, gần đây nhãn Idor tại một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Theo nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán 2016, giá nhãn đã giảm mạnh do nhu cầu ăn hàng tại thị trường Trung Quốc và một số thị trường xuất khẩu khác khá chậm vì thời tiết lạnh. Hiện nay, việc xuất khẩu hàng đã thuận lợi hơn trước. Liên tục chương trình là phần tin quốc tế với những nội dung chính như sau. Ấn Độ tăng cường an ninh ở bang miền Bắc Haryana sau các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình thuộc cộng đồng người Zaat và cảnh sát, làm ít nhất 9 người thiệt mạng. Siêu bão nhiệt đới Winston gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại đảo quốc Fiji. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kênh truyền hình nhà nước KRT của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát các cuộc diễn tập quân sự. Các cuộc diễn tập này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo hồi đầu tháng. Kênh truyền hình KRT đã phát đi những bức ảnh về nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhìn từ xa bằng ống nhòm cuộc thao diễn phối hợp giữa các đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên. KRT cho biết đây là cuộc diễn tập phòng thủ và tấn công được tiến hành cùng lúc từ ba hướng khác nhau, song không nói rõ địa điểm và thời gian diễn ra cuộc diễn tập này. Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên còn đưa hình ảnh ông Kim Jong-un cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ri Myong-soo đang thị sát cuộc kiểm tra kỹ năng điều khiển máy bay của các phi công Triều Tiên.
trong đó KRT gọi ông Ri Myong-soo là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết ông Ri Myong-soo đã thay ông Ri Yong-gin làm Tổng tham mưu trưởng sau khi ông này được cho là đã bị tử hình vì tham nhũng và thay đổi những lợi ích cá nhân. Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mới đây cho biết hơn 130 công dân nước này đang gia nhập hàng ngũ của tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Theo ông Hamidi, cảnh sát Malaysia đang phối hợp chặt chẽ với tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol để ngăn chặn những người này trở về nước. Các phương tiện truyền thông Malaysia hôm nay dẫn lời Phó Thủ tướng Hamidi nhấn mạnh việc cấm những công dân Malaysia đang chiến đấu cho IS về nước nhằm bảo vệ nền hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Hiện nhà chức trách Malaysia đã xác định được danh tính của 132 công dân nước này là thành viên IS. Malaysia, quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi, đã tăng cường các chiến dịch truy quét khủng bố do quan ngại về các âm mưu tấn công trong khu vực, đặc biệt là sau các vụ khủng bố gần đây ở quốc gia láng giềng Indonesia và Thái Lan. Thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây nhận định rằng tổ chức khủng bố IS là mối đe dọa rất hiện hữu đối với nước này, đồng thời coi đây là mối đe dọa rất nghiêm trọng. Căng thẳng tại bang Haryana ở miền Bắc Ấn Độ đang leo thang. Các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình thuộc cộng đồng người Jat ở khu vực này với lực lượng an ninh đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng. Hàng trăm binh lính đã được điều động đến bang Haryana để tăng cường an ninh. Giới chức địa phương cho biết, những người biểu tình đã phóng hỏa đốt cháy 7 nhà ga đường sắt ở Haryana, khiến hơn 600 chuyến xe lửa bị hủy. Nhiều cửa hiệu, phương tiện giao thông và nhà riêng của các quan chức ở quận Rohtak, Bikwani, Jatja cũng bị tấn công. Lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại những khu vực này. Bạo lực bùng phát cũng đã buộc nhà chức trách phải đóng cửa nhiều tuyến đường chính và một số đường cao tốc ở miền Bắc. Không chỉ ảnh hưởng đến bang Haryana, các cuộc biểu tình cũng gây nhiều thiệt hại cho bang Delhi lân cận, đặc biệt là tại thủ đô New Delhi. Thành phố này hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng do người biểu tình phá hủy các thiết bị ở kênh Munat, nguồn cung cấp nước chính cho New Delhi. Cộng đồng người Jat ở bang Haryana đang phản đối chính sách hạn ngạch công việc của chính phủ dành cho họ, vì cho rằng hạn ngạch này không đảm bảo quyền lợi của họ đối với các vị trí việc làm trong chính phủ và các viện giáo dục quốc gia. Thông tin về loạt vụ xả súng gây chấn động tại bang Michigan của Mỹ sẽ mở đầu cụm tin vắn ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong loạt vụ xả súng tại một nhà hàng, một điểm bán xe hơi và bên ngoài một khu căn hộ ở hạt Kalamazoo, bang Michigan vào đêm thứ Bảy, tức sáng nay theo giờ Việt Nam. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 45 tuổi. Động cơ của vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ. Theo báo cáo mới nhất do Viện Y tế Quốc gia Colombia công bố vào đêm qua, đã có hơn 37.000 trường hợp nhiễm virus Zika được ghi nhận ở nước này. Kết quả điều tra cũng cho thấy số phụ nữ mang thai ở Colombia nhiễm virus Zika đã tăng 26,7% trong tuần rồi. Quốc gia láng giềng của Colombia là Panama thì cho biết số ca nhiễm virus Zika ở nước này hiện đã lên đến 73 trường hợp. Một con hổ con thuộc loài hổ Sumatra quý hiếm vừa ra đời tại sở thú Medan, Indonesia. Con hổ con này nặng 2,3 kg, dài 30cm và chưa xác định được giới tính. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, số cá thể hổ Sumatra trên toàn cầu đã giảm nhanh chóng do nạn phá rừng và săn bắt trái phép. Ước tính hiện nay trên trái đất chỉ còn hơn 400 cá thể hổ này. Chính quyền Fiji vừa cho biết Winston, siêu bão nhiệt đới mạnh nhất trong lịch sử đảo quốc Nam Thái Bình Dương này, đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất sau khi đổ bộ vào từ chiều qua. Theo Trung tâm Cảnh báo bão của Hải quân và Không quân Mỹ trên Thái Bình Dương, siêu bão Winston đã đổ bộ vào Fiji với vận tốc gió lên đến 320 km/h, kèm theo mưa lớn và tạo ra các con sóng dâng cao tới 12 mét ở ngoài khơi quốc đảo này. Bão Winston đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà, làm đổ ngã cây cối và gây mất điện. Theo báo cáo sơ bộ, ít nhất 5 người sống tại các ngôi làng ven biển đã thiệt mạng do nhà cửa bị đổ sập. Hơn 1.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm để tránh bão. Trước đó, chính phủ Fiji đã thiết lập 750 trung tâm sơ tán và áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để đảm bảo an toàn cho người dân. Mặc dù bão Winston đã đi qua, song các cơ quan cứu trợ ở Fiji cho biết chưa thể thống kê đầy đủ hậu quả do trận bão lịch sử mạnh cấp 5, cấp cao nhất theo thang bão Saffir-Simpson này gây ra. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.